Bất cứ một doanh nghiệp nào thì quản lý nhân sự cũng là vấn đề quan trọng nhất. Và thực ra anh có một tiền đề nữa thì bất kỳ một nhân viên nào cũng là người tài cả. Nó chỉ có lại người người dị thì mới là, chứ còn người tài thì là tài tất. Tức là nó làm được việc thì là tài chứ có gì nữa. Đúng không? Vâng. Nên là cái thước đo tốt nhất là để biết chúng ta có dùng nhân tài không là công ty có phát triển hay không. Đấy, những công ty mà cứ đứng im một chỗ chẳng chịu phát triển gì cả mà cứ bimbo dùng nhân tài là anh bảo ông nhiều người tài thì sao nó không lớn, không lớn thì chứng tỏ là người không tài có thế thôi. Một trong những cái việc thu hút người tài nhất là công ty của ông liên tục phát triển, nó quả trứng với con gà, nhưng mà ông phải luôn luôn đẩy công ty đi, luôn luôn đi phía trước thì người ta sẽ, những người thì em dễ thu hút Vâng. chứ em nói giỏi. Cái này đơn giản rồi, nó muốn bảo vào đây, chúng mày vào đây thăng tiến rất dễ, vì sao dễ, vì sang năm ta tăng gấp đôi, tăng gấp đôi như vậy là số chức danh lãnh đạo là nhiều gấp đôi, thế là khả năng lớn là chúng mày được lên, thì tạo được nhiều cơ hội thì mà em mới gọi là đâm ra việc đầu tiên của ông lãnh đạo nói đến chuyện quản lý nhân sự, tìm người tài, dùng người tài là ông phải tạo được nhiều cơ hội. Ông cứ tạo được nhiều cơ hội thì thế nào, anh thì có niềm tin sâu sắc là cứ tạo được cơ hội là thế nào cũng có thằng làm được. Còn cái ông có cơ hội mà không thể làm được thì chứng tỏ cái đấy không phải là cơ hội, cái đấy là mơ ước thế. Còn thực sự một cái opportunity, một cái cơ hội kinh doanh thật hoặc một hội bài toán khó, ông có một cái cơ hội thách thức thì mình thế nào chẳng có thằng làm. Nên là mình cũng không thấy gọi là nói chung cái quản lý đấy nó tương đối dễ, nó không khó, trong cái việc là khó nhất là em tạo được cơ hội mới. Là Cảm khi ơn có cơ chị. hội rồi thì người ta tự quản lý cho người ta, người ta tự quản lý. Cái việc mà pin một cái thì khi mà anh xây dựng tổ chức lớn thì nó có mỗi một vấn đề thế này thôi, là khi tổ chức lớn ấy thì nó sẽ quan liêu, nó có nhiều tầng, nhiều tầng thì đấy mới là vấn đề, nhiều người tài quá chứ không phải là bởi vì theo nguyên tắc quản lý thì cứ năm ông là phải có ông quản lý đúng không, sách dạy thế, cái bọn 100% ông đi học MBA về cái bảo tôi là cứ 7 người là có người quản lý, thế đâm ra nếu mà có 1.000 người thì kiểu gì cũng phải 3 cấp 4 cấp, 10.000 thì này 10 cấp thì chết, nhưng không đúng. Đấy. Thì đấy là vấn đề thật, là vấn đề đấy phải xử lý. Còn tất cả công ty xây to là rất dễ, xây to xong thì quan liêu chính quan liêu nó dẫn đến cái việc là thông tin không thông suốt, rồi là chi phí nó bị đội lên, nó cũng tự sập. Nếu mà trong cái công tác nó gọi là tổ chức cán bộ đúng không, Vâng. thì cái việc tổ chức nó quan trọng hơn việc cán bộ, tức là tổ chức đi trước cán bộ đi sau, tức là tổ chức cái công ty nó như thế nào. Vâng. Đấy, muốn tổ chức một công ty nó mà tổ chức được tốt thì ít nhất nó phải có nhiều thách thức, phải nhiều cơ hội mới, thì cái tổ chức nó phải rất là động. Cái này khái niệm này là khái niệm cũng khá mới, vì thực sự là nó gọi là một cái sơ đồ tổ chức động, tức là trước đây chúng ta sơ đồ tổ chức chúng ta vẽ một cái hình đúng Vâng. không, một ô, ba ô, năm ô, thì mà thực ra bây giờ nó obsolete, nó lạc hậu. Thế trong chiến tranh thì tất nhiên là không có, thì chúng ta phải có một sơ đồ động, tình huống thế này thì nó sẽ như thế này, tình huống thế kia thì nó sẽ như thế kia, thì việc đấy là việc của ông lãnh đạo, ông giám đốc. Thì anh có một niềm tin cái này thì tranh luận, nhưng cá nhân anh cho rằng tổ chức tốt, cơ hội tốt, thế nào cũng có thằng làm, đâm ra vấn đề người nhân tài không phải lo. Quan trọng là vẽ ra được cái Chính game hợp xác, lý đúng không ạ? em vẽ được sân chơi có game hợp lý ai cũng vào chơi được, mà nó không bị đấy nhiều tầng lớp ý, là người ta vào mẹ nó thấy trông lằng nhằng thôi nó bỏ đi, trông rắm rối thế mãi không hiểu. Người ta đi xin chỗ khác, bây giờ thì công việc nó nhiều chứ. Cái việc mà đào tạo và phát triển nhân sự ấy, thì là việc chắc chắn là phải làm, đúng không ạ? Đấy chính là cái câu chuyện đầu tiên mình nói đấy, vứt vào trận đi, chính đào tạo cái gì bây giờ lấy thực tế mà đào tạo. Mình anh có câu khẩu hiệu gì nhỉ, là công ty chính là trường học khách hàng là thầy giáo dự án là giáo trình. Mày chứ mày phải vào nhảy vào trận đi, đánh nhau nhìn có tập hai quân đội cũng phải tập đi đều bước 1 2 3 4, nhưng mà thực ra đánh nhau thật quan trọng như 1 2 3 4 đi mày. Thì vào đi đấy, khẩu hiệu đó là như thế. Rồi anh vừa đọc bài báo các trường đại học mở trại thảm đỏ mời giáo sư tài, mẹ cái này Việt Nam trải thảm đỏ biết bao nhiêu rồi, có thằng đếch nào nó về, bởi vì ông không có công việc, không có thách thức thật. Mình đã bảo các ông ấy rồi, anh cứ cho đứa thách thức thật đi là chúng nó về ầm ầm, khỏi phải trải thảm luôn. Đấy, ví dụ bây giờ tôi cần xây cái đường sắt Cát Linh Nội Bài trong vòng 1 năm thôi,
như khối thằng nhảy về tranh nhau làm việc gì về giải thảm. Đúng, ông không có bài toán đấy. Ông mà làm đường sắt Cát Linh Hà Đông làm bao lâu mới là bài toán? Làm thì 10 năm mới xong thì ai làm chẳng được. 1 năm xong thì đấy là bài toán. Đâm ra đây vấn đề không phải là người tài không về, mà vấn đề chẳng có cái cơ hội gì để họ về cả. Vấn đề ở đây là mình sẽ phải đưa ra bài toán đúng và tư duy. Bài toán đấy là bài toán nó phải thật. Nó phải có thật, đừng có bịa ra. Bịa ra nó biết ngay. Đấy, rồi con em sẽ tạo nên một cái sự cạnh tranh mà nó háo hức. Thực ra thì vui hơn rất nhiều. Tất cả chúng ta không thuyết phục người ta, bởi vì chúng ta cũng chẳng có việc gì để làm. Nói thế thôi. Tất cả các ông bà chúng ta nó về vì cứ mày có cái việc gì đâu, nó làm hết đi. Việc thì biết tí, xong cứ bảo cái này to lớn lắm cái gì. Tuyển về chết. Trong này tuyển phải thông ngớ ngẩn. Vì có rất nhiều ông này còn nghĩ rằng là mình tuyển được thằng tài là oách. Thế là cái tuyển một đống thằng về, xong nó bảo nó tài lắm, thế là ông tưởng thật. Thế là ông Phong trả lương nó rất cao, xong ngồi thất vọng. Tại các ông nhỉ? Ông chưa có trận đánh, ông đã tướng đi tuyển một đống tướng về đấy rồi, sao chúng nó đánh nhau? Nên ông trả lương rất cao, thì nó còn hâm nữa. Thì cái bài toán này rất, nó rất là gì nữa, trong kinh nghiệm tiếng Anh gọi là đây, rất là động, không phải bài toán tĩnh. Em rất khó nói. Nhưng mà cái bài học của anh ấy thì anh thấy rằng là thực sự có cái thách thức, thực sự có những cơ hội thật là thế nào cũng tìm được người làm được. Vâng. Nhưng mà anh đã từng quản lý rất là nhiều dân sự, rất là nhiều lứa khác nhau đi. Em thấy có một vấn đề chung nhá. Là em thì không gặp, em cá nhân em không gặp, bởi vì em nghĩ là do văn hóa hay là do con người mình lựa chọn. Nhưng mà rất nhiều bên thì có chia sẻ rằng là câu chuyện họ thấy sự khác biệt giữa các cái danh các cái nhân sự trẻ bây giờ, ví dụ Gen Z chẳng hạn, so với các cái lứa nhân sự trước. Cái tất nhiên ấy. Không biết hai ông đã khác nhau chứ đừng nói gì thế. Có cái kinh nghiệm, anh có cái kinh nghiệm hoặc là chẳng kinh nghiệm gì cả, những cái ông nói linh ta linh tinh. Em mà công ty chỉ có hai thằng cũng đã có vấn đề rồi. Bây giờ hỏi cái mấy ông hỏi đến mày có mấy thằng công ty, mày có mấy thằng founder, 4 thằng học cùng lớp đúng không? Chẳng có vấn đề gì, thế hệ có cãi nhau suốt ngày đúng không? Thế mới giải quyết thì có cái gì đâu mà sao với Gen Z, Gen S thì nó phải là vấn đề gì? Ví dụ nó bảo này, bọn thanh niên bây giờ nó rất hay bỏ việc. Thì đấy không phải là vấn đề Gen Z mà bây giờ nó có cơ hội khác. Ông cứ đổ nó là tại vì nó sinh năm 2000 nên nó có vấn đề đấy, không phải. Bây giờ nó dễ đi tìm việc hơn. Hồi xưa là nó không có thông tin. Vâng. Đâm ra làm một chỗ đấy biết chỗ khác thế nào cả. Còn bây giờ các công ty nó công bố mà thông tin nó nhiều, lương liếc là anh em biết cả, làm bên này biết bên kia lương bao nhiêu. Hồi xưa trong công ty còn chẳng biết lương bao nhiêu. Thế làm sao? Thì đây là vấn đề của cái thời đại này, chứ không phải là của Gen. Thì nếu mà như thế thì làm nào nó bỏ đi. Các bạn ấy, anh không chết cơ mà đúng không gì ngồi. Bây giờ nếu nó có vấn đề như vậy thì giải nào? Vâng. Đấy. Mà mấy thằng già bây giờ nó cũng đi, chứ không phải chỉ có mỗi trẻ. Nó phải chỗ kia ngon hơn. Thế bây giờ em cấm, ngăn sông cấm chợ là một cách đúng không? Không cho nó biết. Đường là bí mật, không thể nào biết là mẹ lương của thằng khác bao nhiêu cả. Cái đấy mẹ vô nghĩa, bây giờ nó biết hết. Thì làm thế nào? Thì làm thế nào làm, thì dùng cho nó hiệu quả. Nó đi thì thôi. Thì đưa nó bài toán thiết kế công việc nó mới quan trọng, nhưng mà bài toán nhân sự nữa. Thế nó đi, thay từng người khác. Thế thì trong lúc nó làm thì nó đóng góp về cho mình rồi. Thế thì còn muốn cái gì nữa? Bóc lột nó cả đời à? Thôi cho nó đi, cho thằng mới vào. Thậm chí còn ngon hơn. Lúc đấy mình nhìn lạc quan đi. Thằng mới vào nó máu hơn, nó hăng hơn. Thì bây giờ manage, cái gọi là cái đấy trong cái quản trị nó gọi là turnover rate. Tức là tỷ lệ, tỷ lệ gọi là nghỉ. Nghỉ thì tất nhiên mấy ông mà không có kinh nghiệm thì đầu tiên nghe cái nó ngất mẹ, ôi trời ơi nó đi thì ai làm. Nhưng thằng có kinh nghiệm, thằng giỏi thì tức nó đi thoải mái. Đâm ra đầu tiên thì chúng ta khoe là turnover rate thấp, đấy là công ty tốt. Nhưng mà sau này thì cái thằng công ty tốt nó khoe rằng bọn tao là turnover rate là 50%, nhưng mà công ty vẫn phát triển. Thì bọn này mới là bọn cao thủ. Thế là người đi ra đi vào như chợ mà công ty vẫn phát triển. Thế mình ở đây phải học cái thằng này, nhân viên đi ra đi vào như chợ mà nó vẫn phát triển được. Nó bí kíp gì? Công việc tổ chức chặt chẽ tốt, bàn giao. Thằng nào đã làm thì phải làm từ cho đủ 8 tiếng. Không có thời gian để mình uôm mấp không biết cái đấy thì lại vì mai mình nghỉ mẹ thôi. Vào vắt vào cuộc luôn, được chưa? Xong bàn giao thì phải đúng, viết đủ cái này nguyên tắc, may mà không bàn giao đầy đủ
Mày đi, tao báo thằng bên kia. Thằng kia sợ ngay. Ông cứ mẹ trốn trốn đi, tao báo mẹ thằng bên kia là ông sợ chết khiếp. Ừ, thằng này làm ăn không có gì, đừng có nhận nó. Thế ông này mẹ đi không được, ở không xong là chết ngay. Mày nói thằng với nó thế. Bây giờ bọn nó tuyển dụng, nó sẽ gọi reference đấy. Nó sẽ gọi tao đấy. Mày làm ăn tao cẩn thận. Thế tao nói tốt cho. Nó hỏi, tao bảo cái thằng này làm ăn phiêu lắm, đừng nhận. Lừa đảo đấy. Thế thì đâm ra em chấp nhận cái đấy. Đừng gọi là cái cách này là đừng có gọi là rất là biến vấn đề thành đơn giản. Đừng tìm cách hỏi những câu như vậy là việc bé tí thì biến thành việc lớn. Ông lãnh đạo là việc rất lớn thì biến thành việc tí. Thì ông mới thành công. Bài học đây là ông phải biến thành việc nhỏ. Chứ mình Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z là của quốc hội, không phải của mình. Em nghĩ là đấy là một câu trả lời rất hay. Tức là mình nhìn vào đúng bản chất của câu chuyện. Nó là vấn đề gì? Mình có thiết kế được ra cái game và cuộc chơi nó. Thế bây giờ, mình luôn nhìn thấy cơ hội. À như vậy là trong cái môi trường mà anh em nó sẵn sàng việc với mình cũng có lợi chứ. Như vậy mình cần có việc là có người ngay. Sài Gòn vì sao mà nó phát triển hơn Hà Nội? Chính vì cái tư duy đấy từ xưa rồi. Trong Sài Gòn thì là cái chuyện đổi công ty như cơm bữa. Trong đấy không bao giờ công... Anh có kinh nghiệm cả chi nhánh Sài Gòn đến Hà Nội. Nhân viên trong Sài Gòn không bao giờ claim kêu ca về công ty cả. Kêu ca là họ bỏ. Là họ nghỉ ngay. Họ chẳng kêu ca. Ngoài này hay kêu. Kêu lại không bỏ. Khổ thế mệt. Đau đầu. mà vì họ dễ bỏ thì mình cũng dễ tuyển. Nó chẳng có vấn đề gì cả. Em trông đấy vui lắm. Mấy ông lãnh đạo ngoài Bắc vào trong Sài Gòn, cái anh em nó nghỉ là mặt cứ xì chét căng thẳng đến tâm sự này nọ. Mà không, ở đây bình thường nghỉ là nghỉ thôi. Chẳng có vấn đề gì, em vẫn nghỉ. Nhưng đổi lại cho anh Tuyền đang gắn thế. Rất dễ. Tại vì thế, công ty Sài Gòn năng suất động cao hơn rất là nhiều. Quản trị cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng thực tế thằng giàu toàn ở trong này. À, em nghĩ đấy là một cái góc nhìn rất là hay mà em trước cái buổi hôm nay em cũng không biết. Và em nghĩ là chắc là em cũng đã học thêm được một cái thứ. Nhưng gì nó có đấy. Lý đúng không? Em vâng, được nghe lý. Mọi thứ nó đều phải có lý đấy. Vâng. Rồi. Thực ra nó có một cái nguyên tắc tư duy. Em nghĩ em luôn tin vào câu chuyện là nếu mà mình có thể break down nó, chia nhỏ nó để tư duy được nó theo từng bước ấy, thì nó sẽ nguyên tắc dễ nhất ấy là chú nói xong chú thấy nó cũng có lý. Vâng, đúng. Mà tiếng Anh nó câu rất hay, nó gọi là make sense. Tức là mình nói là có lý. À thằng này nói có lý. Mình thấy nó có lý. Thì vâng. Thế nào nó cũng thực hiện được. Đúng. Đấy. Thì nó phải đơn giản thôi. Đừng phức tạp nghe rắm rồi. Không biết là có lý hay không.